Cứu tôi, cứu tôi tại ạ. Xin chào mọi người, mình là Long Chư đây. Mọi người thử đoán ở đây ở đâu? Cái này là sân bay Incheon. Long Chư về Hàn Quốc rồi. Thì Long Chư rất nhớ bà nội, ông nội, bố mẹ và gia đình. Thì Long Chư cứ về Hàn Quốc luôn. Long Chư rất là ngon. Ông Du quên mang kem rửa mát. Thì ông Du phải mua mới. Cửa hàng này là bán mỹ phẩm nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc. Cái cleansing foam ở đâu vậy? Sao? Nè đây. À, 네, 감사합니다. 영주 sẽ mua cái này. Nổi tiếng ở Hàn Quốc. 감사합니다. Ở đây là cái sale. Sale. Rất to. Bởi vì một tuần trước bạn ơi, hôm nay gọi Yong Chu rồi. Khi chung thu con đến được không? Sáng Hàn Quốc được không? Yong Chu nói là vé qua mắt không về Hàn Quốc được. Nhưng mà surprise, bạn ơi Yong Chu ở đây. Cứu tôi. Cái này là nhà cũ Hàn Quốc. Nhà bà nội ông nội là rất cũ rồi. Nhà này khoảng hơn 100 năm rồi. Bà nội sinh ra nhà này. Rất là nhà truyền thống. Ông chú thấy nhà này giá trị rất cao. Hồi xưa ông nội của ông chú là sếp công an, sếp của công an. Nhưng mà sau khi nghỉ việc, bà nội và ông nội về ở quê lại. Sau đó bắt đầu sống ở đây thoải mái hơn.